Hi guys, nice to see you again. I'm Phạm Thị Yến from Nguyễn Tất Thành Secondary School, Hưng Yên City. Xin chào tất cả các em. Hôm nay rất là vui cô lại được gặp lại các em trong chương trình học kỳ 2 của tiếng Anh 9. Tuần trước chúng ta đã được ôn tập các cái bài tập để ôn tập về học kỳ 1 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình học kỳ 2 nhé. Trước tiên, để vào bài, cô có một hoạt động như sau. Các em nhìn lên đây ạ. Cô có 4 danh từ, đó là tour, holiday, resort and trip. Và có các cụm từ ở số 1, 2, 3, 4. Nhiệm vụ của các em bây giờ đó là chúng ta hãy kết hợp giữa các cụm từ này với một danh từ cho phù hợp để cho có nghĩa đầy đủ. Số 1, cô có là summer, package and adventure. Vậy thì đi với cụm từ này, cô sẽ có từ holiday. A summer holiday là một kỳ nghỉ hè. A package holiday là một kỳ nghỉ trọn gói. An adventure holiday là một kỳ nghỉ phiêu lưu. Number 2, holiday, tourist and seaside. Cô sẽ có danh từ đi cùng với nó là từ resort. A holiday resort, đó là khu nghỉ dưỡng. A tourist resort là khu nghỉ dưỡng dành cho du khách. Seaside resort là khu nghỉ dưỡng ở biển. Number 3, sightseeing, guided and packaged. Vậy cô sẽ có danh từ đi với nó là từ tour. A sightseeing tour là một chuyến đi ngắm cảnh. A guided tour là một chuyến đi có hướng dẫn viên du lịch. A packaged tour là một chuyến đi trọn gói. Và từ cuối cùng đương nhiên là sẽ xếp vào câu số 4. Vậy chúng ta sẽ có a boat trip là một chuyến đi bằng thuyền. A day trip là một chuyến đi trong một ngày. And a business trip là một chuyến đi công tác. Vậy thì tất cả những từ này nó liên quan đến chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn biết đó là chủ đề gì không ạ? À, đó là Unit 8, Tourism. Trong bài này cô sẽ cùng các em nghiên cứu hai phần, đó là Getting Started and Pronunciation của phần A Close Look One. Before starting the lesson, I have a picture. Do you know who they are? They are Nick and Joe. What are they talking about? They are talking about the places they are going to visit during the holiday. And can you see what it is? It's a tower. Which tower is this? It's the Eiffel Tower is in France. And do you want to know what they are talking about? Oh yes, me too. Nếu các em muốn nghe câu chuyện giữa Nick và Châu nói về kỳ nghỉ sắp tới của mình thì chúng ta cùng đi vào bài nhé. Mới đầu chúng ta sẽ đi vào phần listen and read. Cả lớp chúng ta cùng nghe nào. Now listen. Listen and read. Hi, Cho. How are things? Good. Have you made up your mind about where to go on holiday? Well, I've narrowed it down to 2 countries. My first choice is France and my second is Japan. What do you think? Well, France is one of the largest countries in Europe. Since we've got a 4-week summer holiday, you could go on a cycling tour of the country or go on a package tour. No, I'm not into package tours. I'd like to visit the Alps in Mont Blanc, the highest mountain in Western Europe. I'd also love to explore Paris and go sightseeing in the historic city of Versailles. Sounds exciting. I think it's quite warm there, much warmer than in Britain. I can just picture you, tanned and relaxed, tasting delicious local specialities like frog's legs and snails. Ha ha. That's not really my cup of tea. Perhaps I should go to Japan and stay at a seaside resort, eating sushi and sashimi every day. Anyhow, Japan is only my second choice. Right. So what do your parents think about your plans? Oh, they're cool. I'm glad that they let me make my own decisions. Lucky you. Whatever you decide, you'll have a good time. So what about you? Planning anything? Well, my family... Ok, vừa rồi chúng ta đã được nghe đoạn hội thoại giữa Châu và Nick.
Để tìm hiểu kỹ hơn về đoạn hội thoại này, chúng ta đi vào tìm hiểu một số những cái từ và cụm từ trong đoạn hội thoại này nhé. Chúng ta đi vào bài tập thứ nhất, đó là find a word or phrase in the conversation that means. Em hãy tìm một từ hoặc cụm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa như sau. Chúng ta đi vào cụm từ thứ nhất, đó là made a decision. Do you know what does it mean? Oh, quyết định. Vậy chúng ta xem lời thoại nào có chứa cụm từ này nhé. À, đó là lời thoại của Châu. Good, have you made up your mind about where to go on holiday? Vậy chúng ta sẽ có cụm từ made up your mind bằng với cụm từ made a decision. Và hai cụm từ này cũng bằng với động từ to decide. And Vietnamese is quyết định. Number two. Reduce it. À, làm giảm nó. Vậy chúng ta sẽ có lời thoại nào đây nhỉ? À, đó là lời thoại của Nick. Well, I've narrowed it down to two countries. Vậy thì tương đương với cụm từ reduce it, chúng ta sẽ có cụm từ narrowed it down. Và nó có nghĩa tiếng Việt là làm giảm xuống hay là thu hẹp lại. Đây là một động từ ạ. Number three, a trip where your travel and hotels are arranged for you. Một chuyến đi mà đã được sắp xếp mọi thứ rồi ạ. Vậy thì đó là chuyến đi như thế nào ạ? Chúng ta cùng nghiên cứu lời thoại của Châu. Since we've got a 4-week summer holiday, you could go on a cycling tour of the country or go on a package tour. Vậy thì chúng ta sẽ có cụm từ tương ứng với câu số 3, đó là từ a package tour. Vậy a package tour mang nghĩa tiếng Việt là gì ạ? Đó là một chuyến đi trọn gói. Number 4. Move around and discover things. À, đi ngắm cảnh và khám phá mọi thứ. Vậy thì chúng ta sẽ tìm trong lời thoại của bạn Nick như sau. I'd also love to explore Paris and go sightseeing in the historic city of Versailles. Vậy chúng ta sẽ có cụm từ tương đương với câu số 4 là, đó là động từ explore. What does it mean? Do you know? So it is khám phá. Động từ này mang nghĩa là khám phá. Number 5, something you don't really like. Một cái gì đó mà bạn thực sự là không thích. Vậy chúng ta sẽ tìm được trong lời thoại của Nick như sau. Haha, that's not really my cup of tea. Not my cup of tea. Nó mang nghĩa là đó không phải là sở thích của tôi đâu. Vậy đó, tương ứng với câu này đó là not my cup of tea. Và tiếng Việt của nó sẽ là không phải là sở thích của tôi. Vừa rồi chúng ta đã đi nghiên cứu một số những cái cụm từ xuất hiện trong lời thoại của bạn Châu và bạn Nick. Bây giờ để tìm hiểu kỹ hơn nội dung của bài hội thoại này, chúng ta sẽ vào phần tiếp theo nhé. Chúng ta sang bài True Phones. Trong bài này có 5 câu hỏi. Và chúng ta sẽ đọc những câu hỏi này kèm theo đọc bài hội thoại và so sánh xem những câu này nó có đúng hay là sai so với cả nội dung đoạn hội thoại nhé. Chúng ta đi vào từng câu một ạ. Câu số 1. Châu and Nick are going to have their winter holiday. Châu và Nick chuẩn bị có kỳ nghỉ đông. Chúng ta sẽ nhìn vào câu lời thoại của bạn Châu nhé. Since we've got a 4-week summer holiday, you could go on a cycling tour of the country or go on a package tour. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy từ winter holiday và ở trong lời thoại lại là summer holiday. Vậy thì cái thông tin này là sai so với bài ạ. Vâng, chúng ta sang câu số 2. Package tour is not interesting to Nick. Du lịch trọn gói thì không hề làm cho Nick cảm thấy hứng thú. Vậy chúng ta sẽ có câu nói sau đây của Nick. No, I'm not into package tours. Chúng ta có cụm từ to be into something. It means to like something very much. À, rất thích cái gì đó. Và đây nó là not into, không thích. Vậy ở đây là not interesting. Vậy chúng ta có thông tin ở đây là true. Cho sang câu số 3. Joey is teasing her friend about eating frog's legs. Chúng ta có động từ tease, đó là trêu chọc. À, chúng ta cùng xem lời thoại của bạn Châu nhé. I can just picture you tender and relaxed, tasting delicious local specialities like frog's legs and snails. Chúng ta có động từ là picture,
Tôi có thể tưởng tượng ra bạn. Và chúng ta có cụm từ local specialities, đó là đặc sản địa phương. Tôi có thể tưởng tượng ra rằng bạn đang thưởng thức các cái đặc sản địa phương như là đùi ếch hay là ốc sên. Vậy theo em, đùi ếch và ốc sên thì có được gọi là một đặc sản không ạ? Không. Do vậy đây chỉ là thông tin mà gì ạ? Bạn Châu bạn ấy trêu chọc thôi ạ. Vậy câu này đó là đáp án là true. Ok. Cho sang câu số 4 nhé. Nick has decided to stay at a seaside resort in Japan. Nick đã quyết định nghỉ ở khu nghỉ dưỡng ở biển khi ở Nhật Bản. Chúng ta xem có phải Nick đã quyết định rồi không? Chúng ta xem câu thoại của Nick. Perhaps I should go to the Japan and stay at a seaside resort. Chúng ta có trạng từ perhaps là có lẽ có thể. Vậy thì khi nói là có lẽ có thể thì không thể là đã ra quyết định chính thức rồi ạ. Mà trên này nó lại là decide, has decided. Vậy thông tin này so với bài hội thoại là false, là sai ạ. Chúng ta sang câu số 5. Nick's parents are very controlling. Chúng ta có tính từ controlling. Nó xuất phát từ động từ control. Và controlling là hay kiểm soát. Vậy bố mẹ của Nick rất là hay kiểm soát. Chúng ta xem có đúng không nhá. Chúng ta xem lời thoại của Châu và Nick. Khi Châu hỏi rằng what do your parents think about your plans? Bố mẹ bạn cho ý kiến như thế nào về cái kế hoạch của bạn? Thì bạn Nick trả lời là oh, they are cool. I'm glad that they let me make my own decision. Tôi rất là vui là bố mẹ tôi luôn để cho tôi tự quyết định mọi việc. Vậy tự quyết định mọi việc so với cả luôn luôn kiểm soát là gì ạ? Vậy thì thông tin này là false. Vừa rồi chúng ta đã đi qua 5 câu của bài tập True False về Nick và Châu. Chúng ta sẽ nghiên cứu thêm cái phần hội thoại giữa Nick và Châu qua một bài tập tiếp theo. Đó là bài tập Answer the Following Questions. Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi về Nick và Châu để hiểu rõ hơn cái nội dung của bài nhé. Chúng ta đi vào từng câu một ạ. Câu hỏi thứ nhất. What does oh, they are cool mean? Cụm từ oh, they are cool mang nghĩa là gì vậy? Để tìm hiểu cụm từ này, chúng ta sẽ đi vào lời thoại của Châu. So what do your parents think about your plans? Oh, they are cool. I'm glad that they let me make my own decisions. Khi mà Châu hỏi về ý kiến của bố mẹ bạn Nick về kế hoạch đó, thì bạn Nick trả lời rằng bố mẹ tôi rất là thoải mái trong những quyết định của tôi. Ý của Nick câu này là gì? Ý của Nick là bố mẹ tôi rất là thoải mái, rất là cởi mở, không bao giờ gò ép con cái. Vậy đó là câu trả lời. It means Nick's parents are relaxed and open-minded. Bố mẹ tôi của Nick rất là gì? Thoải mái và cởi mở. Cho sang câu hỏi số 2. What is the weather like in France in summer? Thời tiết ở Pháp như thế nào vào mùa hè nhỉ? Chúng ta sẽ có lời thoại sau đây của Châu. Sounds exciting. I think it's quite warm there. Much warmer than in Britain. Đây là câu trả lời chúng ta có ngay. Vậy thì chúng ta sẽ có là it's quite warm there. Warmer than in Britain. Câu hỏi số 3. What would Nick like to do in France? Nick muốn làm gì khi ở Pháp? Và câu lời thoại sau đây ạ. Chúng ta sẽ có cái lời thoại của Nick này và sẽ có câu trả lời hoàn chỉnh. Đó là he would like to visit the Alps and climb the Mont Blanc, explore Paris and go sightseeing in the historic city of Versailles. Đó là câu trả lời số 3. Chúng ta sang câu trả lời số 4. Vâng, what wouldn't Nick like to do in France? Nick không muốn làm gì khi ở Pháp? Câu này lại ngược với câu trên ạ. Và đây là câu trả lời khi Châu họ trêu chọc Nick rằng tôi có thể tưởng tượng được rằng bạn đang thưởng thức cái đặc sản địa phương như là đùi ếch này hay là ốc sên này, thì Nick đã trả lời là gì ạ? Haha, that's not really my cup of tea. Đó không phải là cái sở thích của tôi đâu. Vậy thì Nick không muốn làm gì ạ? Nick không muốn ăn đùi ếch và ốc sên, đúng không? Đó là câu trả lời. Nick wouldn't like to eat frog legs and snails.
Chúng ta sang câu hỏi số 5. How do we know that Joe's parents don't allow her as much freedom as Nick's parents? Làm sao chúng ta lại biết được rằng bố mẹ của Châu không cho phép mà Châu có nhiều quyền tự do quyết định như bố mẹ của Nick? Vậy chúng ta sẽ có câu thoại nào nhỉ? À, câu thoại dưới đây. Khi Nick nói rằng I'm glad that they let me make my own decisions. Tôi rất là vui vì bố mẹ của tôi thường cho tôi quyền quyết định. Thì Châu đáp lại là lucky you, bạn thật là may mắn. À, câu tiếp theo khi Nick hỏi là planning anything? Cậu có kế hoạch gì chưa, hả Châu? Thì Châu trả lời một cách buồn bã. Well, my family. Ý của câu này là gì ạ? Gia đình tôi thì khác với gia đình bạn. Vậy thì ý của câu bạn nói là she says lucky you when Nick says he can make his own decisions. Cô ấy nói rằng lucky you, bạn thật là may mắn khi mà Nick nói rằng anh ấy có thể tự quyết định cái công việc của mình. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em qua 3 bài tập. Bài tập thứ nhất đó là bài chúng ta tìm hiểu một số cụm từ trong đoạn hội thoại giữa Nick và Châu. Bài tập 1 đó là bài tập 1A. Bài tập 1B và 1C là chúng ta tìm hiểu nội dung đoạn hội thoại giữa Nick và Châu. Để tìm hiểu tiếp về chủ đề tourism, chúng ta sang một bài tập tiếp theo đó là bài tập fill each blank with a word or phrase from the list. Chúng ta hãy điền các từ dưới đây vào đoạn văn ở các chỗ trống này để thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Và chúng ta đã có một số từ vựng cho sẵn. Chúng ta đi từng các từ vựng sau. Luggage, đó là hành lý, đây một danh từ không đếm được. Delayed, đó là động từ delayed. Động từ có đuôi ed, chúng ta có thể sử dụng là thì, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành hoặc ở dạng bị động. Price, nó là giá cả, nó là danh từ. Souvenirs là đồ lưu niệm, là một danh từ số nhiều, chúng ta nhìn có s gì đấy ạ. In advance, đó là một trạng từ chỉ thời gian trước. Destination là điểm đến, đây là một danh từ. Seaside resort, đó là khu nghỉ dưỡng ở biển. Accommodation là chỗ ở, đây là một danh từ không đếm được. Vậy ngoài việc chúng ta biết từ vựng ra thì chúng ta còn phải biết được, xác định được cái từ loại của nó để chúng ta làm bài dạng này cho nó hiệu quả và chính xác, và để cho nó đúng với ngữ cảnh. Đây là một bài đọc rất là hay về traveling abroad, đi du lịch nước ngoài. Qua bài này chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều những cái kiến thức khi chúng ta đi du lịch nước ngoài. Chúng ta cùng vào bài nhé. Câu số 1. Các em nhìn vào động trước số 1 đó là stay in. Sau stay in là một danh từ chỉ nơi trốn, ở đâu đó. Vậy stay in an exotic city, đó là ở một thành phố rất là tuyệt vời. Vậy tương đương với nó là sau đó là ơ. Vậy sau ơ nó là một danh từ đếm được số ít, chúng ta có thể sử dụng từ gì ạ? Seaside resort, ở một thành phố tuyệt đẹp hoặc ở một khu nghỉ dưỡng ở biển. Number 2, chúng ta sang câu số 2. Câu số 2 là một câu đứng, một từ đứng sau từ interesting, đó là thú vị, là một tính từ. Vậy sau tính từ chúng ta phải sử dụng một danh từ, đó là danh từ số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Vậy câu này, take home some interesting souvenirs, mang về nhà một vài những cái đồ lưu niệm rất là tuyệt vời. Câu số 3. Câu số 3, trước câu số 3 là từ your, là một tính từ sở hữu. Vậy sau tính từ sở hữu chúng ta phải sử dụng một danh từ. Chúng ta có từ reach somewhere, là đến đâu đó, sẽ bằng với to arrive in somewhere.
Vậy reach xong đây phải là một danh từ chỉ nơi chốn. Vậy đó là từ destination, đến điểm của bạn. Number four. Chúng ta có cụm từ to reserve a seat on plane. Reserve a seat, đặt trước một chỗ ngồi trên máy bay. Nếu mà nói về ngữ pháp thì câu này đã hoàn chỉnh nghĩa rồi ạ. Chúng ta chỉ cần thiếu một trạng từ để nhấn mạnh cho cái cụm từ này, đó là trạng từ chỉ thời gian in advance, đặt trước một chỗ ngồi trên máy bay hoặc là trên tàu. Chúng ta sang câu số 5. Câu số 5, chủ ngữ của nó là your flight, là một từ chỉ vật, và sau đó là has been. Vậy chỗ này phải khẳng định rằng nó là một gì? Động từ ở dạng bị động. Vậy động từ ở dạng bị động, chúng ta có động từ delayed. Chuyến bay của bạn bị trì hoãn. Chúng ta sang câu số 6. You have problem with your. Sau your phải là một danh từ. Bạn gặp vấn đề rắc rối với cái gì đó của bạn. Còn ba từ còn lại nhỉ? Đó là từ luggage, với hành lý của bạn. Câu số 7 và câu số 8. Chúng ta sẽ đọc từ chữ it is often difficult to find a good. Thật là khó có thể tìm thấy được một cái gì đó tốt ạ. Với một cái và một từ khóa rất là quan trọng, đó là từ afford, có khả năng chi trả. Vậy khi sử dụng từ afford, nó sẽ liên quan đến từ gì ạ? Đó là từ price. Và câu số 7 còn lại sẽ là accommodation. Vậy câu này chúng ta có thể dịch là thật khó có thể tìm được một chỗ ở tốt với một cái giá cả phải chăng khi bạn đi du lịch nước ngoài. Để tìm hiểu kỹ bài này, về nhà các em sẽ dịch ra tiếng Việt. Bài này rất là tuyệt vời, rất là hay đấy ạ. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu những cái từ vựng liên quan đến tourism, đó là du lịch. Và chúng ta đã biết nhiều về các cái địa điểm du lịch chưa? Để biết thêm về các cái địa điểm du lịch thì chúng ta sang bài số 4 nhé. Quiz, đó là bài các câu hỏi đố về các địa danh, các danh lam thắng cảnh và một số những cái phong tục tập quán. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất. The city in Vietnam where the International Fireworks Festival is held annually. Thành phố nào ở Việt Nam mà diễn ra các cái lễ hội bắn pháo hoa quốc tế hàng năm? Các bạn biết đó là thành phố nào không ạ? Chính là Đà Nẵng City. Question number 2. A structure near Beijing, China, that is one of the new seven wonders of the world. Một công trình kiến trúc gần Bắc Kinh, Trung Quốc, mà nó là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Đó là công trình nào các bạn nhỉ? Đó là công trình gì đấy? This is the Great Wall of China. Đó là Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Number 3. An island in Korea that is a popular place for a holiday. Một cái hòn đảo ở Hàn Quốc mà rất là phổ biến để đi nghỉ dưỡng. Đó là hòn đảo gì các em có biết không? Here it is. It is Jeju Island in Korea. Đó là hòn đảo Jeju ở Hàn Quốc. Chúng ta còn 3 câu hỏi còn lại. Number 4. A local product that you would like to introduce to foreign visitors. Em hãy giới thiệu một cái sản phẩm địa phương cho du khách nước ngoài mà em cảm thấy tâm đắc nhất. Câu hỏi số 5. A custom of your locality that might surprise tourists. Một cái phong tục tập quán ở địa phương em mà làm cho du khách cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Đó là phong tục gì? Number 6. Advice that you would like to give to a tour visiting your area. Khi du khách đến thăm cái khu vực của bạn, ví dụ như là ở thăm Hưng Yên City, thì chúng ta có những lời khuyên gì? Vậy 3 câu này chúng ta sẽ làm vào vở nhé. Chúng ta sang một cái phần rất là quan trọng trong bài hôm nay, đó là pronunciation, phần ngữ âm. Tones in asking for information. Ngữ điệu khi đưa ra câu hỏi. Chúng ta cùng nghiên cứu phần ngữ điệu khi đưa ra câu hỏi qua lời thoại của Nick và Châu. Các em nhìn lên đây,
chúng ta có mấy dạng câu hỏi trong các lời thoại này? À, chúng ta có hai dạng câu hỏi, đó là how are things và what do you think, nó là cùng một dạng câu hỏi. Vậy thì đây gọi là câu hỏi finding out questions, câu hỏi open questions, đó là câu hỏi mở hay còn được gọi là câu hỏi có từ để hỏi. Tiếp tục, một cái dạng câu hỏi này nữa trong lời thoại của Châu, đó là dạng câu hỏi making sure questions or check questions. Câu hỏi này được gọi là câu hỏi kiểm tra thông tin, và thông thường nó bắt đầu bằng một trợ động từ, hay chúng ta còn gọi là câu hỏi yes no question. Chúng ta hãy cùng nghe cái đoạn này và xem là những câu hỏi này ở cuối giọng, cuối câu họ lên giọng hay là xuống giọng nhé. Hi Cho, how are things? Good. Have you made up your mind about where to go on holiday? Well, I've narrowed it down to two countries. My first choice is France and my second is Japan. What do you think? À, vâng, chúng ta đã vừa nghe lời thoại của Châu và Nick. Vậy câu hỏi thứ nhất của cô là how are things? Cô lên giọng hay xuống giọng ở cuối câu đấy ạ? À, đó là lên xuống giọng đấy ạ. Ok, xuống giọng ở cuối câu với từ để hỏi là how. Câu thứ hai ạ, câu thứ hai là gì ạ? Have you made up your mind about where to go on holiday? Vậy đó là câu này cô sẽ xuống giọng, sau đó là lại lên giọng ạ. Vâng, và câu cuối cùng chúng ta có ngữ điệu xuống giọng ở cuối câu. Vậy để tìm hiểu kỹ hơn về quy tắc phát âm, quy tắc ngữ âm của các câu hỏi thì chúng ta vào phần sau đây. Vâng, phần này được lưu ý rất là rõ trong sách giáo khoa trang 22 của các em. Tones in asking for information. When we ask a question, we may try to find out information that we do not know. Otherwise, we may ask a question in order to make sure that the information we think we know is, in fact, correct. Finding out questions or open questions usually end with a falling tone. Okay. Chúng ta lưu ý trong cái quy tắc sau đây là câu hỏi mở thì thường được xuống giọng ở cuối câu ạ. Chúng ta có a falling tone là xuống giọng ở cuối câu. À, chúng ta cùng nghiên cứu ví dụ này. What part of Australia have you been to? Vậy câu này sẽ là xuống giọng ở cuối câu với câu hỏi mở. Making sure questions or check questions usually end with a falling, rising tone. Với câu hỏi kiểm tra thông tin, đảm bảo chắc chắn đó là thông tin như thế nào, thì chúng ta sẽ có ngữ điệu là gì ạ? Xuống giọng, sau đó lại lên giọng ở cuối câu. Chúng ta cùng nghiên cứu ví dụ này. Have you just come back from South Africa? Vậy chúng ta có ngữ điệu xuống và sau đó là lên. Để áp dụng cái phần lý thuyết này, chúng ta sẽ đi vào phần bài tập nhé. Phần bài tập của chúng ta gồm có 4 câu. Listen and repeat the following mini talks, paying attention to the tone in the questions. Bài này các em sẽ nghe và sẽ đánh dấu mốc, có thể là xuống falling hoặc là dấu mốc lên xuống với những câu hỏi sau đây. Chúng ta đi vào từng câu một nhé. 1. Where would you like to go sightseeing? I'd like to go to Australia most of all. À, câu này chúng ta thấy là có ngữ điệu là gì ạ? À, đi xuống. Chúng ta sang câu hỏi số 2. 2. What do you think of the newly discovered cave? Oh, fantastic. À, câu hỏi này chúng ta lại gặp một câu hỏi có ngữ điệu đi xuống. Chúng ta sang câu hỏi số 3 nhé. 3. Have you been sightseeing all day? Yeah. We've been to the old pagoda, the orchid garden,
and the open air market. À, câu này hơi khác một chút. Chúng ta sẽ có ngữ điệu đi xuống trước và sau đó là đi lên. Tiếp tục, chúng ta sang câu số 4. Four. Is Egypt a famous tourist attraction? Yes. Millions of people go there every year. À, câu này chúng ta lại cũng có ngữ điệu đi xuống, sau đó là ngữ điệu đi lên. Chúng ta lưu ý những phần bài tập sau đây. Learned the new words by heart. Chúng ta sẽ học các cái từ mới cô vừa mới cho học thuộc. Do activity 4, quiz 4, 5, 6. Chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi phần quiz câu 4, 5, 6. Translate activity 3 into Vietnamese. Hãy dịch hoạt động 3 ra tiếng Việt. Hoạt động 3 đó là hoạt động điền từ vào đoạn văn để hoàn thành đoạn văn. Và phần việc cuối cùng đó là prepare unit 8, a close look 1 and 2. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em bài tập và tất cả các hoạt động phần getting started và pronunciation của phần a close look 1. Cô hy vọng chúng ta đã làm đúng tất cả những bài tập cô đã vừa mới hướng dẫn. Thanks for your attention and goodbye. See you again.